Hôm trước mình đang clip về dì gái bán bún xào thì mọi người nói là ngoài cái bún xào chay thì còn cái gì khác không, thì hôm nay mình ghé lại dì gái xem dì gái bán cái gì nha mọi người. Mọi người cùng tới xem bên trong dì gái bán cái gì nè. Hôm nay khách cũng rất là đông. 8 với lại 7 ngàn bánh kia nữa đi. Là mấy cái? 4 luôn phải không? 5. Dạ, em làm được chị. Đây, cái này dì gái bán món mới rồi. Món mới bánh khọt con. Đó, chụp luôn nữa, quăng lên luôn, nó quăng nè. Đầu quăng đó, an ninh đời sống pháp luật luôn. Này là bánh khọt. Chè đây dì gái. Chè năm là 35. Dì gái chè vậy đây dì gái. Chè phải môn con. Dạ. Đó. Cho đẹp đi. Mỗi bữa là mỗi món chè. Thêm cái tóc vào luôn, cho người ta quay, ta chụp luôn đi. Thêm tóc lên. Nói lại 35. Này cũng rất là đông nha mọi người. Bữa nay đặt thêm bàn rồi dì gái. Đông quá rồi, phải đặt thêm bàn nha mọi người. Đây, có thêm mấy cái bàn con nhỏ. Này chú ra bán phụ luôn rồi chú. Đông quá. Kem rau gì chú? Tân là có, anh niên mà. Của em nhiêu tiền? Đây luôn mắm cho bà đây. Bắp xào, bầu xốp. Bầu xốp. Đó, bầu xốp vàng đó, thấy không? Mắm về nè. Đông quá là lũ bụi à. Rau xiêm lấy đi xiêm. Lấy rau bỏ dưới xong rồi để cái hộp trên dưới không? Để cho nó dập rau sao? Dập đâu mà dập được. Bán rau trên đi. Bán xiêm. Một cái có 2.000 hay gì gái? Cái có 2.000 bánh nhân thịt đó con. Dạ. Dễ ghê ha. Dạ. Có tôm thì 3.000 mà thịt có 2.000. Để đòi đũa dạ. Đây. Gãy cái đũa đâu? Đây nè có nhưng mà từ từ. Rất đông nha mọi người. Có làm em rung sim. Có đũa mà giấu. Mày con biết đây luôn trời. Tam con dễ bó. Trốn gian à, trốn gian bị bắt gặp rồi. Chú bán giùm mấy con bé này trường hợp đi chú. Đây, tam con dễ 8 cái bánh thịt. 8 cái bánh nhân thịt cho con ha. Làm dễ con. Rồi. Chị em hai chị bao nhiêu chén gì gái? Có 5.000 à, cũng 5.000 thôi. Bán hai chỗ. Rất đông nha mọi người. Hết rồi con. Ngày nào cũng đông như thế này đấy. Rồi 8 cái. Khỏi lấy được chưa con? Chua ngon dữ lắm thật, không ăn rồi. Hộp 10 cái, hộp 5 cái. Cay ha. Rồi, nó mắm. Chỗ ăn đâu, ngồi đợi đi con. Mắm cay luôn. Đi ngang bạc chè luôn. Mấy đứa chơi hai cái hộp đi, tao cho tao gáo. Rất vui nha mọi người. Đây, tự xử luôn rồi. Điểm tiền con không ấy? Chị thấy bông ngon nghe không? Ngon quá ha. Chè phê môn một tuần cũng bán con ngày à. Từ cái tiền công nè. Vậy là 7 ngày là bán 7 món chè gì gái? Đúng rồi, 7 ngày bán 7 món chè. Chè phê môn là bán thứ mấy? Thứ hai à? Chè đậu đen là thứ 6 đúng không? Mọi người kêu là chè đậu đen của dì gái ngon lắm. Hỏi cứ hỏi lịch không à. Nó nói dì gái là ngon lắm luôn. Hết rồi hả? Bị chưa? Bị gái cắn chưa? Hôm nay hôm nay bán làm bao nhiêu cái bánh khọt rồi gì gái? Một ngày bả là 300 mấy chục cái. 300 mấy chục cái luôn à? Một ngày bả bán là bả làm 1 tỷ 1 triệu. Đâu có gì cha, đừng có quăng lũng đạn. Cứ ừ đi thì con ai bánh khọt đem về không? Có ai khò chè đâu?
À. Nhiều chú tới chọc gì gái, cô chú vui vẻ. Không mà. Họ 10 cái. Rồi có 10 cái luôn. Có 10 cái kìa chú. Cái bán em 3 lịch. Chị gái lấy 2 hộp, 1 hộp mà 5 cái về 1 cái. Người ăn rất là nhiều nha mọi người. Hai cái như sao luôn. À bữa nay có chán gì? Cái này là cái gì vậy gái? Rau câu nữa hả? À, ngoài 40. Mà ra cái này cái gái chiên lóc. Mời chị Mô thì có rau thêm rau câu nữa. Cũng 5.000 chén luôn. Đồng giá 5k. Giá hôm nay 2 cái này gái. Nói bao nhiêu năm nay giá cũng không lên. Cái này chén nhỏ nhỏ. Chỉ có chị gái lên ký thôi chứ còn chị cái chén cho quên tiền. Cái chén nhìn thấy phân chích được. Hồi xưa chán bự, giờ chán còn gom lại chút xíu à. Giá này không thay đổi. 10 cái bên kia. Thêm cho chị cái luôn 10 cái luôn. Hai. Hai họ mới họp 5 cái qua. Bộ nói chia đó 10 cái nó mới tập trung gái qua hết sớm bây giờ sao. Không có tập trung lắm nên làm rồi lộn quá. Cho qua kìa. Rồi. Trong cái hẻm nhỏ này nghe hơi bị tắc đường nha mọi người. Ô tô đi hơi khó. Rồi rồi đậm nó cãi rồi không tự lấy ra đi chứ phải ta mua cái gì đó bóc rồi. Ô tô đi qua hơi khó khăn một tí nhưng không sao. Rất đông nha mọi người. Đây, một mớ bánh nhưng mà gần hết rồi nha mọi người. Chè ngon quá, chắc là dì gái cho con ly chè, trắng chè dì gái. Xíu nữa hết nữa bây giờ. Mấy hộp chưa Thanh? 5 hộp, 5 hộp xíu. 5 hộp. 5 hộp bánh hộp. Cái này là 15.000 năm hộp vậy đó. Đây đây, đó, chị này với gấp phụ luôn cho. Chị 15 cái hả? Để ra gái nó quay quay nó thấy trên mặt. Nè đó, không nè. Quay tới gửi lên mạng đó. Nó quay hoài mẹ gái mẹ đâu ở không được. Không ở không được ha. Quay hết trúng mặt luôn á. Quay trúng mày đó. Quay hoài bán trúng mặt luôn đúng không? Quay này là nhiều người tới mua ủng hộ nên là dì gái bán cũng hơi vất vả nha mọi người. Chị Thịnh ơi nè 15 cái nè chị. Ở trong bánh còn không? Bánh không? Hết rồi. Để rồi có bao nhiêu bánh thôi. Để chị Thịnh mày cái gì? 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 Cái có cái hộp là bao nhiêu gì? Thì 2.000 cái. Thịt 2.000, tôm 3.000. Tôm 3.000. Nó to mà to quá. Tôm hết rồi. Hả? Tôm hết rồi. Chị như bà chị. Chè hả? 5.000 hả chị ơi? 7 hộp. Cho em 2 bịch đi. Cái này em muốn bán được chai hả? Dạ không, 6 đứa 7 mới bán. Bây giờ bình thường em bán đồ mặn. Nửa tháng sau không bán nguyên nửa tháng. Dạ không chị, em chỉ bán có 1 tháng có 4 ngày thôi. Cho em miếng dừa nhiều chị. Chị đâu có bán nhiều chị. Bút 2 bịch chè. Bao nhiêu? Chị 22.000, 15.000 với 7.22. Không có cái nào hết rồi. Hết bánh xong rồi. 7 cái à. Với lấy 15 cái bánh khọt. 15 cái bánh khọt. 15 cái đem về. Đây, đem 15 đã. Kêu anh thấy gì ta? 7 hộp hả? Đã 5 hộp. Mẹ đang con cắm nè. 5 hay là 7? 1 hộp
7 cái với thêm một cái không nữa mà không có thì lấy 8 luôn đi, mình chịu lỗ 1 cái đi. 5 hộp hay là 7 hộp? 5 hộp rồi đó. 5 hộp đủ rồi bác. Dạ cho con ly trang trẻ. Dạ. Bây giờ cái này 15 cái này xin xin một cái. Cái bánh khọt thịt á. 15 cái vô hộp luôn hả vậy? Cũng rồi, được không? Con coi luôn. Dạ đây, chè của con. Đây, mình để ra ngoài cho dì gái cái chỗ bán. Rồi, ghế này ngồi đi. Đây, chè rất là ngon. Chè khuê mô. Đây, đây. Chè của mình nha mọi người. Mình rất là thích ăn chè. Chè ngọt dễ ăn. Ăn nha. Chè khuyên mông béo béo. Béo béo ngọt ngọt. Đây, nước cốt dừa nữa thì rất là tuyệt vời nha mọi người. Chè khuê môn này chỉ có 5.000 thôi, rất là rẻ. Tôi nghĩ là một người ăn một chén chè này là đủ rồi. Vì ngọt và nó béo thì sẽ ngấy nên ăn ít thôi nó mới ngon. Chè gì ấy đúng là ngon. Chè là bán nhanh hết nhất á. Mỗi ngày mỗi loại chè nhưng mà ngày nào cũng bán hết thì rất là lạ đó. Này miếng cuối cùng rồi mọi người. Ngon quá. Hết trắng rồi nè. Hết luôn nè. Hết rồi. Ngon. Chè rất ngon. Này. Như chả chén. Rồi xong. Vừa ăn hết trắng chè là cũng hết thau chè luôn rồi. Giờ nghiên cứu cách bán buffet nữa rồi chú. Rồi có thể khi gì gái nghiên cứu ra cách đó đó chứ. Ừ, ai thích ăn gì ăn gấp ăn rồi no về. Đây chú này chú hiến kế bán ăn buffet nè mọi người. Ngồi bán mệt đúng không? Cộng trừ mệt. Chè phải mua mà. Gì 1.500 50. Ai ăn gì thích đi ăn ăn no về. No về. Ăn đâu không cũng được. Cho người ta thoải mái. Chị 25 với lại hồi nãy 10.000. Nè đây. Má xìu. Chị ba, ông nói sao? Ông nói tối ngày quay tôi lên mạng hoài. Tôi giúp đỡ người ta mà quay lên hoài hả? Này mà nó tới chỗ tới kia với lại nó phản sơn nhà bà dám chịu. Dạ, dạ đang chống nợ đúng không? Không, không đang chống nợ. Thầy á. Ông nói ờ, nó có dân mạng. Xe bà của chị gái á. Ờ. Bởi vậy. Cái con vô con xe lại nó y kế nhà tôi. Đó, nghe không đó. Tôi đang chống nợ mà bà hả? Bà quay thì chết tôi. Quay quay rồi mới né cái mặt của tôi. Đây, thiếu nợ này. Đây, đây là chú này thiếu nợ nè. Ai mà... Ở mà có tạc sơn nhà bà dính dáng chịu. Ai mà cho chú này mượn nợ thì tới chỗ quán dì gái tìm nha. Xin chán xin thiệt chứ xem. Thôi giờ nãy cúng rồi đó, tàn nhang rồi đó. Từ nãy là sợ hết là giấu, đem giấu cái dĩa nè. Ủa nãy giờ thỉnh nè. Thủ sẵn một dĩa trước. Có 4 cái mà nãy giờ chưa ăn được. Xin này biết đợi là lại cái đợi gì lái à. Đó. Bán mà sợ hết là thủ sẵn một cái dĩa trước á. Còn 2 hộp. Còn 2 hộp của chị Thanh đó. Rất là vui nha mọi người. Cắt tiếp ạ, cắt tiếp ạ. Chưa ăn hả chú? 85 phải không? 85. Đúng không? Qua bán phụ thôi nha mọi người. Thì cắt tiếp và bán tiếp á.
chưa kịp ăn luôn. Dạ. Trang điểm mặt đồng nữa. Ở tới tưởng ai người ta không mua người ta về nữa. Rồi hết rồi. Tại sao cái máy này nó xấu vậy mà người ta quay phim mà xin nghe để vậy kim? Này châu Phi. Châu Phi. Quay phim. Hôm nay cô mẫu bánh đào Vinh Đức hả? Dạ. Dạ không gì ơi. Cái này em có, cái này có bánh khọt không ạ? Rồi xong rồi nha mọi người. Bánh bán hết rồi. À, hôm nay thứ ba là bán bánh. Quay cái cảnh bà đi ra Mỹ Hồng chưa? Hôm nay thứ hai là bán bánh cạp khọt nha mọi người. Mai là bán bánh gì gì gái? À là thứ ba là bán bánh bèo, thứ tư là bán gì gái? À, thứ tư bánh bèo, thứ tư cái bánh bèo nha mọi người. Tới ghé dì gái ăn ủng hộ nè. Đây là còn 10 cái cuối cùng là chia hả? Rồi bán cho 10, còn 10 cái cuối cùng là tính bán cho một cô thôi, nhưng mà một cô thêm tới nên là phải chia đôi. Mỗi người 5 cái. Lấy chưa đầy là tôi đưa về tôi coi. Coi năm khu của dì ba công nhận khu của chất lượng luôn phải không? Này, khu dì ba ở đây. Đây dì này cũng biết cua của dì ba luôn nè mọi người. Không công nhận về ăn không? À dì, dì có mua cua không dì? Dì có mua cua không? Dạ. Đây, đây là một fan của cua của dì ba luôn nha mọi người. Hết luôn rồi, dọn dẹp rồi. Rồi chào mọi người nha. À, hẹn mọi người trong clip tiếp theo của mình. Còn 5 cái bánh khọt cuối cùng cũng chia rồi. Có thêm chỗ gì bánh 150 to chưa? Con cua đó, thì nó có loại 300 nữa. 300 là con cua. Có một cua, 150 là có con cua. Mọi người vừa ăn vừa thời sự lắm nha mọi người. Cũng có thời sự lắm. Vui lắm. Đây hẻm 211 Quần Quá Thám nha mọi người. À, xin chào chào lần nữa nè. Chào hoài luôn mà chưa muốn rước video á thì mọi người nói chuyện vui quá. Vui quá mọi người. Tôi là rất là thích hóng chuyện á. Thôi chào mọi người nha. Quyết tâm tắt nè.